Ông vừa lòng là làm cái mặt rất là chi, rất là hát coi lại mà. Không, mặt mặt dữ đâu, mặt khó chịu sao? Con làm mặt khó chịu cho mẹ coi. Chụp cái chân à. Mặt rất là u sầu. Ăn ngủ ỉ ra không biết phải làm gì cho hài lòng nữa. Đó, đang đang cáo. Giờ không biết sao cho hết cáo được. Nhìn ra ngoài vườn. Ngắm cây cỏ. Cô chỉ dùng cho Đó, đó là cái mặt bắt đầu làm mình khó chịu á. Thư giãn chưa? Ngắm cây cỏ xong thư giãn chưa? Thấy vẫn còn quạo, vẫn còn quạo nha. Trời 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 trời. Giữ chỗ đạp ở chỗ trời trời. Giờ chơi đi công viên nha, nhưng mà giờ còn nắng quá. Buồn ngủ chưa? Giờ ngủ tiếp đi cho con đi. Mẹ ru ngủ ơi, tí ba chơi đi công viên nè. Bao giờ tôi ngủ ơi, xong ngủ một giấc rồi chạy ra công viên chơi. Rồi lại thấy cây cỏ mà cái cành lá đung đưa là bắt đầu, cành lá đung đưa là chỉ bắt đầu mất tập trung á. Xài ít ít em vào mới 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 Trời, cái đùi như con ếch đấy, bự. Bữa nay ba quay clip dài gần 3 phút, hơn 3 phút rồi. Mẹ ru nó ngủ đi để chở đi công viên nè. Chắc nó buồn ngủ vậy Còn hả? buồn ngủ à? Anh thì Bây giờ tôi ngủ đi. bye bye mọi người rồi. Bye bye, bye bye cô chú ơi. Cô chú đang coi video tạm biệt nhé. Tao Hãy follow kênh Lạc Lạc, gia đình Lạc Lạc, kênh YouTube gia đình Lạc Lạc nha. Nhấn nút subscribe và follow để được thông nhớ báo những comment là clip gì. clip mới nhất của Lạc Lạc. See Bây giờ Lạc Lạc quay, vạn người mê. bây giờ quay quá trình Giờ cho Lạc Lạc tự ngủ nè. Lạc Lạc là đang khó chịu, đang rất là khó chịu và muốn ngủ á. Thế này khó chịu buồn ngủ. Giờ sẽ quay cảnh Lạc Lạc tự ngủ mà không cần phải dỗ hay là gì hết. Chỉ cần bỏ vô cái túi ngủ này là Lạc Lạc tự ngủ. Đây là phương pháp easy, easy nuôi dạy trẻ easy, phương pháp mới nè, cho vô cái túi ngủ vậy thôi là tự ngủ ha. Vui nè, là biết chuẩn bị cho đi ngủ á, nên bỏ vô cái túi là vui liền. Rồi mày đóng rèm nha, mày kéo rèm. Bây giờ kéo rèm lại thì lại tự ngủ đi, đừng nhìn ba nữa. Giống nhìn giống con sâu lava trong phim hoạt hình rồi. Bây giờ giăng mồm nhé, có giăng mồm không? Mồm cúc cu con sâu lava. Cái bên này nè. Rồi, nó sẽ rồi. Nè, em mời tí em nha, ngủ ngon nha. Good. Rồi chuẩn bị ngủ. Lại chuẩn bị ngủ. Lại chỉ cần xoay lăn qua lăn lại là ngủ rồi. Rất là ngoan. Mới nãy là do buồn ngủ nên mới giữ á. Đang tập trằn trọc để đi vô giấc ngủ.
đang trằn trọc chuẩn bị đi vô giấc ngủ nè, đang tưởng ra mình đang ở giữa một cái bể đang tiếp tiếp đang tiếp tiếp đang tưởng tượng trong một cái bể sữa, đang bơi tung tăng trong bể sữa đó. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ngủ ngon nha, ngủ ngon nha con. Rồi, bye bye mọi người nè, anh ngủ rồi. Bye bye mọi người, thế là lại ngoan không? Chỉ cần bỏ vô cái túi là tự ngủ.